xin một số quý anh chị trong ban phóng sự chúng ta chuẩn bị đồ ăn cho các sư các thầy ở trên này. Thank you.
đó cho con, tay mẹ hiền nâng bước con bình yên. Rồi tháng năm trôi, con thành người rời gót chân cha, con vào đời tìm bóng Giêsu và gọi con hiến dâng cho con cũng chưa biết mặt luôn nhưng mà thầy Cường giới thiệu là rất là duyên dáng nên xin mời Sơ Ngọc lên làm MC cho chúng con ngày nay. Xin tất cả cho Sơ Ngọc một tràng vỗ tay. Và từ giờ trở đi xin tất cả nghe theo lời hướng dẫn của Sơ Ngọc, con xin được nhường micro. Và xin kính chào cộng đoàn, con là Sơ Lemenda và Thị Ngọc, dòng Đa Minh Bùi Chiêu. Thực sự hôm nay con bị bắt nhắc đến đây và khi mà đã ở trên đây rồi á thì làm cái gì thì làm được cái gì thì làm, nhưng mà cũng phải làm xong một phần mới xuống được. Xin cộng đoàn cho con một tràng pháo tay để cổ vũ cho con. Kính thưa quý cha, quý cộng đoàn, và ngày hôm nay chúng ta có thể lễ tạ ơn cho tân linh mục Phêrô Nguyễn Văn Cường, và hôm nay cũng là ngày lễ Chúa Thánh Thần nhìn xuống và là ngày đầu tiên chính chức linh mục của cha. Chúng ta cùng nhau hát một bài Happy Birthday được không ạ? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Bây giờ cộng đoàn con lần nữa con xin lỗi nếu mà thanh lễ tay của con nó hơi dài, xin lỗi các bà anh chị em. Con hết lòng cảm ơn các chị em đã nhiệt tình với con chơi vui trong ngày hôm nay. Rồi xin cộng đoàn cho con một tràng pháo tay để cảm ơn quý anh chị em cùng một phần của phòng con, anh chị em và các gia đình của hai nhóm Việt Nam của Manchester và Nashua đã cho chúng ta đưa thức ăn của hôm nay. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn quý anh chị đã giúp đỡ em chuẩn bị cho em rất là tươm tất mọi sự. Xin hết lòng cảm ơn. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay để chào đón thầy Minh. Thầy sẽ hát bài Tạ ơn Chúa. Thực sự con không biết khi những cái nội dung bài hát là gì, nhưng mà khi mà chúng ta nghe chúng ta sẽ hiểu và cổ vũ cho thầy Minh. Xin kính chào quý cha, quý thầy, quý sơ cùng tất cả mọi người và khán tác của nhạc sĩ Sơn Tứ Đỏ và hát mang tên Tạ ơn Chúa. Con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn con dâng thiết tha, dẫu tháng năm phải nhòa thì tình yêu Chúa cũng chẳng phôi phai. Nhìn lại cuộc đời con, bàn tay Chúa ấm ôm vỗ về, và con biết đó là ân huệ Ngài hằng thương yêu.
trên cuộc đời con. Nắng rơi ngập trái tim lạnh giá bằng ngọn lửa yêu thương nồng nàn. Cho đời con là khúc ca tạ ơn để con cất cao ca mừng danh Chúa. Thật hạnh phúc cho cuộc đời con. Ngài dựng nên muôn thu
hát ca tôn vinh danh Chúa mãi muôn đời. Và Ngài tạo tác nên con người giống hình ảnh Ngài, cho con người làm chủ mọi vấn Ngài tạo nên. Tạ ơn quyền năng của Chúa ngân cao từ tận trời xanh, vì Ngài yêu thương con nên đã tạo thành mọi thứ cho con. Lo gì nữa, sóng gió bao bùng vây quanh, bàn tay Chúa di an lành. Vạn vật trên thế giới hãy ca ngợi được danh Chúa thôi, và vì công Thiên Chúa sẽ luôn trường tồn cho tới mãi muôn đời. Và Ngài tạo tác nên con người sống hạnh phúc nào, cho con người từng gió tròn đưa hạnh phúc mới. Tạ ơn quyền năng của Chúa ngân cao từ tận trời xanh, vì Ngài yêu thương con nên đã tạo thành mọi thứ cho con. Để con ra đi mọi nơi truyền giáo danh Chúa. Để gió bàn tay của Chúa sông núi biển trời trăng sao, để gió tay Chúa tan tao. Ngài dựng nên ánh sáng chiếu soi vạn vật trong bóng đêm. Ngài dựng nên muôn thu hát ca tôn vinh danh Chúa mãi muôn đời. Và Ngài tạo tác nên con người giống cho con cười làm chú mọi vân mai tao nghe. Ta ơi quyền năng của Chúa ngân cao từ tận trời xanh, vì Ngài yêu thương con nên đã tạo thành mọi thứ cho con. Để con ra đi mọi nơi truyền giáo danh Chúa. Từ tận trời xanh, vì Ngài yêu thương con nên đã tạo thành mọi thứ cho con. Để con ra đi mọi nơi truyền giáo danh Chúa giữa đời, nhân câu cũng mang tiếng đàn và tôn vinh danh thánh Chúa muôn đời.
con có thể nghe thầy giảng bài. Chúng tôi được biết là thầy Minh là làm ở thầy Minh được biết là học viện nhạc Việt Hà Nội. Thầy vừa là nhạc sĩ, ca sĩ, vừa là tu sĩ. Hiện tại thầy đang học cho điều phần nào thầy nhỉ? Hiện tại thì con đang học chương trình ESL tại trường viện Mount St. Henry của tổng giáo phận Baltimore. Baltimore ở Maryland. Thầy xin tổng đoàn cho một tràng pháo tay đúng không? À, rồi, tiếp theo chương trình chúng con xin kính mời quý thầy ạ. Xin mời quý thầy lên song ca một bài đúng không ạ? Lên đồng ca một bài đúng không ạ? Xin mời thầy Ngư để các thầy... Thầy đâu ạ? Mời các thầy lên sân khấu ạ. Không sao, lên là thầy Ngư. Nha, về chưa? Hát chưa được, một bài như các thầy lên đây đi. Quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể quý khách rất là thân mến trong hội trường này. Trong ngày vui, thầy Cường, người anh em của chúng con bước lên bàn thánh trong thiên chức linh mục. Và hôm nay trong thánh lễ đầu tiên của sứ vụ linh mục, chúng ta cùng với thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Và hôm nay, giờ này đây, quý cha, quý thầy và tất cả mọi người, chúng ta đang cùng hiệp thông tình huynh đệ một cách sâu sắc hơn và chia sẻ niềm vui đó dài hơn, ngang qua những món ăn rất là tuyệt vời mà đã dọn sẵn trên bàn. Và trong cái tình hiệp thông đó, chúng con những anh em tu sĩ chủng sinh đang học theo các giáo phận tại Hoa Kỳ, giờ đây chúng con xin gửi đến tất cả quý cha, quý thầy và tất cả mọi người khúc ca tạ ơn. Vâng, đời chúng con và đời mỗi người chúng ta là một khúc ca tạ ơn. Cách đặc biệt hôm nay, lời ca tạ ơn đó được dành riêng cách đặc biệt cho cha mới Phêrô của chúng ta. Xin mọi người cho chúng con một tràng pháo tay thật lớn để chúng con được bắt đầu. Con xin chân thành cảm ơn. Ngày hồng phúc của cha mới Phêrô, đứng bên cạnh của cha mới Phêrô đó là thầy phó tế Alfonso, người con Việt của chúng ta đang học cho giáo phận Boston. Và hôm qua Đức Hồng Y Son đã đặt tay để phong chức phó tế cho ngài. Nhân tiện lây lan niềm vui ở đây, tổng đoàn chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng thầy phó tế của chúng ta. Và... chúng con làm âm thanh hơi chậm, nhưng mà chúng con nghĩ rằng Chúa muốn chúng con suy nghĩ thật kỹ để nói lời tạ ơn. Tạ ơn từng giây từng phút của cuộc đời chúng con. Và tạ ơn Chúa đã mời gọi chúng con bước đi trong hành trình dâng hiến. Dẫu biết rằng như cha giảng lễ đã nói, đầy thử thách gian truân, nhưng mà chúng con tin rằng nhờ ơn Chúa và sự cầu nguyện, sự giúp đỡ của tất cả quý khách, đặc biệt lời cầu nguyện của tất cả mọi người sẽ giúp chúng con vững bước hơn trên hành trình vươn gọi. Con
làm con Chúa. Tạ ơn Chúa vì đã mời gọi con trong đời sống thánh thiện. Tạ ơn Chúa vì đã chọn cha Phêrô lên hàng tư thế trong thiên chức linh mục. Ước mong rằng y tế cho mỗi dân hàng ngày sẽ là y tế tạ ơn tuyệt vời dâng lên Chúa Cha và là của lễ y tế lệnh tội cho nhân loại. Thank you.
giai đoạn đây là phải đưa ra nhá đã tìm được sự thành công của bài hát này. Hôm nay thì ngày vui con xin được tặng mọi người bài hát tất cả là hai ba. Thế nhưng mà các thầy các sơ hát chung được không? Để hát chung cho nó có như thế đấy. Xuống đời xin mãi chuyện trong mắt chúa.
have to go. No, we can't.